Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 77: Nền tảng giáo dục nhân quả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tiêu chuẩn của thiện ác trong tất cả kinh luận Phật đều nói đến. Chuyên môn dạy bảo người sơ học có Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, A Nan Vấn Phật Kiết Khung Kinh. Đây là vì chúng ta nói tiêu chuẩn của thiện ác. Chuyên môn đối với người xuất gia nói ra tiêu chuẩn Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh. Bộ kinh này cũng gọi là Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chế Nhạo Kinh. Bộ kinh này ở trong bộ Đại Bảo Tích Kinh. Bộ kinh này Phật chuyên môn vì người xuất gia mà nói ra, đặc biệt là cho người xuất gia vào thời kỳ mạt pháp. Họ tạo tác làm ra rất nhiều việc không như pháp, những việc bất thiện mà chính mình không hề biết. Ở nước ta, Pháp Sư Ấn Quang là một vị Bồ Tát tái sinh. Pháp Sư Ngài Đại Từ Đại Bi, vì người thời hiện đại, định đặt ra giáo dục nhân quả. Tiêu chuẩn của tâm hạnh thiện ác, Ngài không dùng Phật Pháp. Ngài dùng Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư để thay thế giới luật. Việc này rất có đạo lý, chân thật là khế cơ, khế lý. Những trước tác này đều là do người xưa của chúng ta viết ra, sâu sắc phù hợp với cảm tình dân tộc, nên rất dễ dàng được tiếp nhận. Pháp Sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí của Tây Phương tái sinh. Ngài nói cho chúng ta nghe những thứ này thì quyết định không sai. Ấn Tổ cả đời cực lực đề xướng giáo dục nhân quả, đồng tu, tu tịnh độ chúng ta, phải nên kế thừa, duy trì kế thừa của Ấn Tổ, chân thật phát tâm, gánh vác việc hoằng pháp lợi sinh, kế tục huệ mạng Phật, gia nghiệp của Như Lai. Đem giáo huấn của Ấn Tổ mở mang rộng lớn, đích thực có thể cứu vãn xã hội, có thể cứu vãn tai nạn của ngày tàn. Bốn chúng đồng tu học Phật chúng ta đối với kinh giáo, đối với tổ sư đề xướng, đều phải nên học thuộc, đều phải nên chăm chỉ học tập và còn thực tiễn vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chỉ cần chúng ta thật làm, chân thật đi thực tiễn giáo huấn của Thánh Hiền, quyết định có lợi ích, quyết định có thọ dụng. Chúng ta tạo thiện thì gọi là thiện nghiệp, tạo ác thì gọi là ác nghiệp. Thiện nghiệp có sức mạnh sinh ra thiện quả, ác nghiệp có tác dụng sinh ra quả ác, cho nên gọi là nghiệp lực. Vì vậy nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Trong nhà Phật có kệ nói rằng 84.000 pháp môn tu, nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Tuy xa ắt sẽ đến, khi quả báo chín mùi, muốn trốn cũng không khỏi. Nhà Phật thường nói, không phải không báo, mà giờ chưa đến. Khi thời giờ đến rồi, bạn có hối hận cũng không kịp. Nhân quả báo ứng, lục đạo luân hồi, việc của quỷ thần, việc này đích thực có thật, đang tồn tại. Cổ Đức nói,
Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chúng sinh ngu si, họ lơ là qua loa tạo ra vô số ác nghiệp. Khi quả báo hiện tiền thì họ khiếp sợ. Vào lúc này có khiếp sợ cũng không ích gì, cũng không giúp ích gì cho họ. Bồ Tát thông minh, khi quả báo đến, nghịch đến thuận nhận. Bồ Tát sở nhân vĩnh viễn không tạo tác nhân ác, cho nên họ mới có thể không nhận quả báo ác. Cái sự việc này chúng ta học Phật không thể không hiểu rõ đạo lý trong đó. Nhất định phải nhận biết sự thật chân tướng của nhân quả báo ứng. A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.